ba trong mỗi thế giới hải hết thảy chư phật đều ngồi trong đạo tràng mà khắp cùng mười phương pháp giới cũng chẳng có sự khác biệt bốn trong mỗi thế giới hải hết thảy chúng hội đạo tràng của phật cũng chẳng có sự khác biệt năm trong mỗi thế giới hải tất cả quang minh của phật khắp cùng mười phương pháp giới cũng chẳng khác biệt sáu trong mỗi thế giới hải hết Thầy thần thông biến hóa và mười danh hiệu của phật đều như nhau chẳng có khác biệt bảy trong mỗi thế giới hải hết Thầy âm thanh của phật Khắp cùng thế giới hải, kiếp trụ chẳng có bờ mé, bồn tánh chẳng khác biệt. 8. Trong mỗi thế giới hải, hết thầy tất cả chư Phật đều đang truyền pháp luân, dùng phương tiện quyền xảo để giáo hóa chúng sinh. Do đó, trước dùng câu dục móc, sau khiến họ vào Phật trí. Nghĩa là trước hết cho chúng sinh điều mà họ ưa thích, sau đó mới khiến cho chúng sinh vào trí huệ của Phật. Đây là pháp phương tiện khéo léo, tánh này cũng chẳng có sự khác biệt chín trong mỗi thế giới hải hết thảy tất cả thế giới hải khắp vào trong một hạt bụi mà chẳng khác nhau mười trong mỗi thế giới hải trong mỗi hạt bụi có chư Phật thế tôn ba đời cảnh giới rộng lớn đều hiện ra trong đó chẳng khác biệt các Phật tử nói sơ lược về thế giới hải chẳng khác biệt như vậy nếu nói rộng ra thì có sự chẳng khác biệt giống như hạt bụi thế giới hải các vị đệ tử của Phật Thế giới hài chẳng khác biệt nói sơ lược như ở trước vừa nói có 10 thứ. Nếu nói rộng ra thì có nhiều như số hạt bụi thế giới hài. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên bên nương thần lực của Đức Phật quán khắp mười phương mà nói bài kệ rằng Trong mỗi hạt bụi nhiều biển cõi, xứ sở khác nhau đều nghiêm tịnh. Như vậy vô lượng, vào trong một, mỗi mỗi phân biệt chẳng tạp loạn trong mỗi hạt bụi có thể giúp nạp vô lượng biển cõi nước trong kinh lăng nghiệm có nói nơi đầu sợi lông hiện cõi bảo vương ngồi trong hạt bụi truyền đại pháp luân tại điện phật của chúng ta có bao nhiêu hạt bụi ở trong mỗi hạt bụi có chư phật đang ở trong đó chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh có người nói nói là nói như vậy chứ thật tế thì hư vô phiêu diều vậy bạn nói thử xem cái gì chẳng hư vô phiêu diêu con người chẳng phải là hư vô phiêu diêu chăng con người sau khi chết rồi thì gì cũng chẳng còn thân thể đều không chỉ có tánh còn tồn tại nếu thật mà tánh cũng không thì vấn đề gì cũng đều giải thoát hết vì tánh vẫn còn tồn tại cho nên tánh tướng chẳng hai tánh tức là tướng tướng tức là tánh một nhiều không hai trong một hạt bụi có vô lượng hạt bụi vô lượng hạt bụi là từ một hạt bụi bắt đầu một biển cõi là từ một biển cõi diễn biến thành, cho nên một nhiều không ngại, một nhiều nhiếp với nhau, đây là cảnh giới của kinh hoa nghiêm. xứ sở tức là đất đai sở tại của mỗi thế giới. Thế giới này ở Đông Thắng, Thần Châu, thế giới kia ở Nam Thiệm, Bộ Châu, thế giới nọ ở Tây Ngưu Hóa Châu, thế giới kia ở Bắc Câu, Đưa Châu. xứ sở tùy khác nhau mà có sự phân biệt, dòng đều trao nghiêm thanh tịnh, giống như một nhiều nhất với nhau tánh tướng không ngại, cho nên vô lượng thế giới có thể vào trong một hạt bụi. Mỗi hạt bụi vẫn là mỗi hạt bụi, chẳng có tạp loạn lộn xộn, đều rõ ràng. Mỗi thế giới vẫn là mỗi thế giới, từ lụa chẳng tạp loạn.